Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FVNC ngày hôm nay mùng 4 tháng 6. Và ngay trong phần này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Mai Vũ Thảo, là giám đốc môi giới của công ty chứng khoán Rồng Việt, để cùng tìm hiểu về diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên ngày hôm nay. Vâng, xin chào ông Thảo. Và tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa ông thì diễn biến ngày hôm nay là sắc xanh đã quay trở lại với sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì sàn Hà Nội lại tiếp tục tăng tốc. Xanh mạnh. Như vậy thì ông có nhận xét gì về việc mà ngay hai phiên gần đây thì sàn Hà Nội lại tăng, có vẻ như tăng mạnh hơn sàn Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Chúng ta cũng thấy rằng điều này cũng dễ lý giải. Ví dụ như một trong lý do chính là cổ phiếu của cái nhóm ngân hàng ở trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh sau một đợt tăng mạnh thì hiện giờ họ có xu hướng đi ngang. Ví dụ những nhóm ngành như Vietcombank, rồi BIDV, Công Thương vân vân. Còn riêng sàn Hà Nội thì cổ phiếu ngân hàng ACB vẫn thể hiện một cái sự là tăng tốc là mạnh mẽ. Và chúng ta cũng biết rằng cổ phiếu ACB đã gắn với cái câu chuyện bầu kiên. Thì tới thời điểm này cái câu chuyện nó cũng đã tương đối là cũng theo như tôi biết cũng khoảng 3 năm rồi. Và ACB thì cá nhân tôi thấy là họ đã có hồi phục khá là tốt trong cái thời gian gần đây. Trong khi hầu hết các ngân hàng khác thì vẫn còn đang trong quá trình tái cấu trúc. Thì ACB và một vài cái ngân hàng hàng đầu đã coi như xem như là cấu trúc thành công và đã đi vào cái giai đoạn tăng trưởng trở lại. Vì vậy cho nên là nó đã tác động tới cái chỉ số HNX khá tốt hơn hẳn so với lại cái nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn HNX. Vâng, cảm ơn ông. Như vậy thì trong phiên ngày hôm nay thì tôi cũng quan sát thấy là nhóm cổ phiếu bất động sản là hoạt động khá tích cực. Điển hình như là cái cổ phiếu của bên Sacombrio hay là bất động sản Hoàng Quân hay Phát Đạt chẳng hạn, thì với cái lượng giao dịch khá lớn như vậy thì điều gì làm nên cái sự nổi sóng của cổ phiếu bất động sản trong phiên hôm nay ạ? Thì cá nhân tôi thấy là nó có gồm có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta cũng thấy là cái dòng tiền đầu cơ nó đã đổ vào thị trường trong một thời gian cũng khoảng gần 10 ngày nay. Thì cái nhóm ngành đầu cơ này thì thông thường nó sẽ luân chuyển giữa các nhóm ngành. Và hiện tại thì tôi thấy là họ đã, cái nhóm tiền này đã tập trung vào cái nhóm ngành bất động sản là một. Hai nữa là coi thông tin bất động sản cũng có một cái thông tin hỗ trợ rất là tốt, là đã có những gói tín dụng hỗ trợ cho cái nhóm nhà thương mại. Trước đây chúng ta thấy gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà thu nhập thấp thì là một cái chuyện tranh cãi con gà quả trứng giữa cái chuyện thế nào là người có thu nhập thấp và ngân hàng có giải ngân cho người có thu nhập thấp hay không. Còn bây giờ cái gói mới thì chúng ta thấy là định hướng rõ vào cái nhà ở thương mại là áp dụng cho theo như điều kiện này, thì thấy là gần như là không có điều kiện gì đối với nhóm nhà này. Đơn giản là chúng ta thích mua nhà và chúng ta có đủ khả năng chi trả thì chúng ta còn được hỗ trợ thêm. Vì những lý do này khiến cho cái cổ phiếu bất động sản phiên hôm qua là nhấn nhúng và phiên hôm nay là chúng ta thấy là tăng rất là mạnh, đặc biệt là những cái doanh nghiệp bất động sản mà hiện tại họ đã có cái quỹ nhà gọi là nhà để xong hoàn tất để giao á, chứ không phải là còn nhà dự án. Ví dụ như Phát Đạt, Hoàng Quân này kia vân vân. Như vậy thì có cái rủi ro gì cho nhà đầu tư khi mà tham gia đầu tư vào cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn gần đây không thưa? Tại thời điểm hiện tại trong ngắn hạn thì cá nhân tôi nghĩ đây là nhóm hành nhìn chung là khá là hấp dẫn. Và cái rủi ro thì cũng không có quá nhiều, bởi vì hiện tại với thị trường này và những cái giá cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là trong thời gian qua cổ phiếu đã rất là mạnh, thì cái giá nó trở nên hấp dẫn chứ không còn rủi ro quá lớn nữa. Phiên ngày hôm nay thì cũng chứng kiến cái sự điều chỉnh khá lớn của cổ phiếu ngân hàng. Và điển hình như là cổ phiếu Vietcombank cũng đã xoán ngôi vốn hóa thị trường lớn nhất của gas. Như vậy thì đây có phải là thời gian lý tưởng để nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu ngân hàng không? Thì tôi vẫn tư vấn cho các nhà đầu tư trong công ty chứng khoán Rồng Việt là năm nay là năm của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cho nên trong ngắn hạn thì cổ phiếu ngân hàng có thể đi ngang, nhưng tôi vẫn đánh giá đây là nhóm cổ phiếu của cả năm nay. Cho nên Vietcombank ví dụ như đã từng giảm từ khoảng gần 48 về hiện giờ còn cỡ khoảng chừng 44 mấy, 45 gì đó, thì nó trở nên thành vùng giá khá là hấp dẫn để có thể là mua tích lũy được rồi. Ví dụ thế. Và những cái cổ phiếu như ngân hàng Công Thương, BIDV gì cũng như vậy luôn. Vâng, trở lại với cái đà tăng chậm của VN Index này thì anh có nghĩ là cái đà tăng chậm này sẽ tạo đà cho một cái bước tăng mạnh sau này của chỉ số này không? Cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ số này hiện giờ có một cái ngưỡng, chỉ số sàn Thành phố Hồ Chí Minh á có cái ngưỡng rất là vững là khoảng 575 đến 508. Đây cái ngưỡng khá là khó vượt qua nếu mà đối với dòng tiền hiện tại.
Thì chúng ta cũng thấy là dòng tiền hiện tại tuy rằng đã đổ vào thị trường nhưng mà nó cũng chỉ ở mức độ là trung bình yếu so với thời gian trước đây thôi. Cho nên là dòng tiền cần phải đổ thêm nhiều nữa thì thị trường mới có thể vượt qua khoảng cái mốc 580 như nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng. Vâng. Như vậy thì theo anh là một khi mà VN Index vượt qua cái mốc 580 thì là thị trường sẽ bước vào cái trend, cái xu hướng tăng mới, hay đây chỉ là cái ngưỡng kháng cự mà thị trường cần điều chỉnh cũng phải thêm một thời gian nữa? Tôi vẫn kỳ vọng rằng năm nay thì cái hiện giờ là chúng ta cũng đã bước vào chính thức cái trend tăng rồi. Cho nên rằng tôi vẫn kỳ vọng là năm nay thị trường có thể là vượt qua khỏi cả cái ngưỡng 600. Tuy nhiên là rõ ràng để tạo một cái đà vững thì thị trường cần phải test lại những ngưỡng như 580 một lần nữa. Vâng. Theo anh thì lời khuyên của anh đối với nhà đầu tư giai đoạn này là như thế nào? Cá nhân tôi thì vẫn là tiếp tục là khuyến nghị là đầu tư vào nhóm ngành như là ngân hàng, nhóm ngành dầu khí, bất động sản thì do mới có tin hỗ trợ gần đây, cho nên là chúng tôi cũng đã bổ sung vào cái danh mục khuyến nghị đầu tư. Và từ giờ cho tới khoảng hết quý 3, tôi vẫn tin rằng thị trường vẫn đang trong xu hướng là tiếp tục tăng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay và cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng ông Mai Vũ Thảo là giám đốc môi giới của công ty chứng khoán Rồng Việt và về diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật đã được phát trong chương trình hôm nay. Đề án sân bay Long Thành được trình tại Quốc hội hôm nay và cũng là phiên làm việc lần cuối của Quốc hội về dự án này. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết có triển khai đề án này hay không vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Mặc dù giá xăng cơ sở và giá bán lẻ đang chênh lệch hơn 1.000 đồng mỗi lít, nhưng Bộ Công Thương quyết định vẫn giữ nguyên giá bán xăng RON 92 trong đợt điều chỉnh lần này. Phần chênh lệch sẽ sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu bù vào. Trong khi đó, giá mặt hàng dầu diesel sẽ giảm chỉ rất nhẹ 19 đồng mỗi lít kể từ 15 giờ 30 phút chiều hôm nay. Nhà điều hành tuyến cáp quang AAG vừa thông báo sẽ ngưng hoạt động tuyến cáp quang này kể từ 7 tháng 6 để bảo trì. Thời gian ngưng trong khoảng 10 ngày hoặc ít hơn. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2009 thì tuyến cáp đã nhiều lần gặp sự cố. Chỉ trong năm nay, tuyến cáp này đã bị 2 lần đứt và 1 lần sập nguồn. Hãng công nghệ Apple vừa cho thu hồi hàng loạt loa không dây Beats Bill XL do lo ngại sản phẩm này có thể gây cháy trong một vài trường hợp. Đại diện trụ sở Beats tại California cho biết, Apple đã xác định rằng trong trường hợp quá tải nhiệt, loa Beats XL có thể sẽ gây cháy. Các nhà tài trợ vui mừng trước quyết định từ chức của chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter sau scandal về hàng loạt quan chức của tổ chức này bị điều tra tham nhũng. Các chuyên gia nhận định danh tiếng cũng như là uy tín của FIFA sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FVNC ngày hôm nay mùng 4 tháng 6 cũng xin được khép lại. Phi Yến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị có thể xem lại chương trình đã phát ngày hôm nay thông qua trang YouTube của FVNC. Và quý vị cũng có thể xem lại tất cả các chương trình đã phát trên YouTube của chương trình. Và đến đây thì Phiến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.